Thưa quý vị, với nhiều dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn, thời gian qua nhu cầu đất tái định cư cho các hộ dân diện giải tỏa ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang dần tăng lên. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai các dự án tái định cư còn bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến việc ổn định đời sống của người dân. Hoàn thành năm 2018 để phục vụ tái định cư cho các hộ giải tỏa dự án đường cao tốc La Sơn Tuy Loan. Nhưng đến nay, khu tái định cư Tà Lan Giàng Bí vẫn thừa thớt với chỉ 14 hộ làm nhà. Nguyên nhân được cho là hạ tầng bất cập, nơi cao nơi thấp, lại có nhiều đa lớn, chi phí xây dựng cao nên nhiều hộ dân chọn cách sống tạm ở nơi ở cũ như thế này. Còn đây là khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc, cũng chung tình trạng nhà dân thừa thớt như vậy. Hiện dự án này được điều chỉnh mở rộng để tái định cư cho các hộ dân giải tỏa, các dự án mới đang triển khai. Khi thực hiện cái dự án giải tỏa để phục vụ cái đập dân của nhà máy nước Hòa Liên và các cái dự án khác á, thì cái nhu cầu bố trí tái định cư của người dân Hòa Bắc là còn rất lớn, đến 70 lô lận, nhưng mà không đủ cái quỹ đất để bố trí, thì cần đẩy nhanh cái tiến độ thi công cũng như là điều chỉnh mở rộng cái giai đoạn 2 đó thật là nhanh để mà phục vụ cho cái vấn đề bố trí cho người dân ổn định cuộc sống. Khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc có tổng diện tích gần 20 hectare. Giai đoạn 1, tái định cư cho các hộ dân giải tỏa dự án La Sơn Tuy Loan. Gần đây, nhu cầu tái định cư trên địa bàn xã tăng lên bởi thực hiện nhiều dự án, nhưng hiện tại giai đoạn 2 dự án vẫn chưa thể triển khai vì vướng các thủ tục. Trong buổi kiểm tra mới đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này để đảm bảo tiến độ dự án, bao gồm cả giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng. Vướng một cái thủ tục là cái nguồn vốn ở đâu thì chúng ta cứ nói là của ban quản lý đường Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng họ trả lời không được, lại quay về cho chúng ta thì chúng ta mất một năm. Thế thì bây giờ ấy, tôi đề nghị là phải hết sức chú ý này. Bây giờ có mấy cái thủ tục, một là phải phê duyệt chủ trương đầu tư, hai là phải phê duyệt quyết định đầu tư, ba là phải trình cho hội đồng nhân dân thành phố thông qua là bố trí vốn, rồi thông qua danh mục thu hồi đất, rồi trên cơ sở đó về ủy ban nhân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, thì trên cơ sở đó thì Hòa Vang mới phê duyệt cái quyết định thu hồi đất. Là xã biển núi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất ở huyện Hòa Vang, rõ ràng việc tái định cư cho các hộ dân ở đây cũng cần phù hợp để đảm bảo đời sống người dân sau giải tỏa.